phẫn nộ hành động cay nghiệt của bảo mẫu Mồ côi chưa đủ đáng thương hay sao mà còn nỡ lòng nhẫn tâm đối xử thậm tệ với các con Theo như ảnh chụp, có một cháu tên Nghĩa mới chỉ 8 tháng bị tát thẳng tay Người có hành động này trong clip có tên là Tuyền Còn người chủ của cơ sở này tên là Giáp Thị Sông Hương không hiểu những hành động như vậy của nhân viên người chủ có nắm được hay không nhưng đọc thông tin từ báo thanh niên chia sẻ lại thực sự là nó quá ghê tởm. Bà Tuyền, người trông coi trẻ ở mái ấm hoa hồng, đã dạy những người khác cách trị những đứa trẻ quấy khóc. Rằng đứa nào rên nhiều thì phải dùng biện pháp mạnh, đánh cho nó đau. Đứa nào lì thì cứ để đó, chị xử lý cho. Em phải đánh vào đít, vào tay hoặc vào đùi cho thật đau, để nó khóc điếng rồi buông ra. Nó mệt nó tự ngủ. Em thấy thằng Nghĩa không? Chỉ quát nó mấy cái, nó rên lên là xong. Ban ngày mình còn phải sợ chứ ban đêm đâu có khách, đâu có những nhà hảo tâm đến thăm. Thế nên cứ đánh không việc gì phải ngại cả. Ban đêm em đánh nó tới sáng là nó hết đó. Không còn thích giấu tay nữa. Đó là lời chia sẻ của bà Tuyền. Người đang chăm sóc các cháu nhỏ tại máy ấm hoa hồng. Tất nhiên nếu như xem video hoặc đọc được những dòng chia sẻ trên thì hầu như ai cũng đều phẫn nộ. Thế nhưng đó chỉ là mặt cảm xúc mà thôi. Một số người đã dùng những lý trí để biện minh cho hành động này rằng một mẹ một con chăm nhau thôi đã rất vất vả rồi, đây người ta còn phải quản trị cả chục đứa nhỏ từ 0 đến 3 tuổi. Như thế thì buộc phải dùng cây gậy chứ phải làm sao? Có thể dùng củ cà rốt, làm sao có thể nịnh ngon nịnh ngọt được? Thế nhưng nếu dùng lý trí để phân biện lại thì dường như cách đặt vấn đề ở đây đang không ổn một tí nào. Tại sao không đặt vấn đề rằng chỉ được dùng củ cà rốt thôi, chỉ được nịnh ngon nịnh ngọt những đứa trẻ này thôi, làm sao có thể quản trị được cả trăm đứa nhỏ này. Nếu đặt vấn đề như thế thì chắc chắn cách xử lý với việc tụi nhỏ quấy khóc sẽ khác. Lúc đó họ có thể tuyển thêm nhân sự về làm cùng hoặc để giảm bớt việc nhận các cháu nhỏ lại để chăm sóc các cháu tốt hơn. Việc này nằm ở cách tiếp cận vấn đề mà thôi. Quan trọng là tâm của người chủ họ có muốn tốt cho các cháu hay không, hay là họ đang làm vì tiền của cá nhân họ. Hiện tại cơ sở này đang có tới 80 cháu nhỏ vượt gấp đôi số lượng được phòng lao động và thương binh xã hội quận 12 cấp phép. Theo như chia sẻ của người dân xung quanh, cơ sở này trước đây từng là một khách sạn. Hơn một năm nay mới được đổi tên thành mái ấm hoa hồng và được truyền thông là nơi cưu mang các thai phụ, người già có hoàn cảnh khó khăn hay là sinh viên, học sinh mang thai ngoài ý muốn. Đồng thời cùng với đó thì họ cũng mang cơ sở này ra để kêu gọi từ thiện ở trên mạng xã hội bà chủ khai gì hiện tại cơ quan công an cũng đã vào cuộc và bà chủ của cơ sở này bà giáp thị sông hương vẫn đang chỉ khai rằng việc các bảo mẫu có hành vi đối xử tệ bạc với các cháu thậm chí cho rằng đây là hành động bộc phát mất kiểm soát lúc chăm sóc bà hương không biết và máy ấm không chủ trương làm những hành vi như vậy tất nhiên đó mới chỉ là lời nói mà thôi còn thực sự như thế nào thì phải đợi cơ quan điều tra kết luận vì nhìn hình ảnh bà chủ này chụp cùng với các cháu nhỏ mặc dù đã được xử lý qua app rồi thế nhưng cái cục u to như nắm đấm của thằng nhỏ vẫn sờ sờ ra ngay trên chán thì không hiểu là do cháu nó tự ngã hay là có ai tác động vào thế nhưng mà qua cái sự việc như thế này mới có thể thấy được câu nói cái người ta cho bạn thấy là cái mà họ muốn bạn biết nó đúng như thế nào Bà này lên trên mạng xã hội người ta gọi là Phật sống luôn cơ mà. Suốt ngày áp ảnh cùng các cháu rồi nhận mình là người không chồng nhưng có rất nhiều con. Đặc biệt nhất là bà ấy đã lên chương trình Grand để kể về câu chuyện của cuộc đời mình. Nghe xong ai cũng phải rơi nước mắt vì quá cảm động. Sao trên đời này lại có một người tốt như thế cơ chứ? Câu chuyện ở trên chương trình đó được tóm gọn lại như thế này. 34 năm trước, bà này đã lên thành phố Hồ Chí Minh để kiếm sống bằng nghề ve chai, thế rồi nhặt được một bé đầu tiên ở bãi rác. Từ đó đến nay, bà ấy cứ lầm lũi mang các bé mồ côi, các bé bị bỏ rơi về để nuôi mà không truyền thông gì trên mạng xã hội cả. Bà ấy còn không biết dùng cả Facebook luôn. Mọi thứ rất bình thường cho đến khi dịch Covid xảy ra. Lúc đó nguồn thu của bà eo hẹp, thế nên bà mới phải đứng ra để xin ủng hộ từ các mạnh thường quân ở trên mạng thế nhưng mà phải xem xét hết chương trình cơ thì mới có thể hiểu được bản chất con người ông nào cũng đang đeo mặt nạ và cái mặt nạ đó lại có vết nứt thế nên giấu như thế nào thì giấu kiểu gì thì nó cũng lòi ra những cái chi tiết rất vô lý tiếc mỗi một cái là đến bây giờ thì nhiều người mới dám lên tiếng mà thôi chứ như cái lúc bà này bà lên chương trình bà than nghèo kể khổ bà ra vẻ mình như kiểu là phật sống mà thằng nào dám lên mạng bóc phốt bà thì cộng đồng mạng họ xử ngay. Người ta làm việc tốt mà mày lại đi chửi người ta như thế à? Mày đã làm được gì như người ta chưa? Vân vân và vân vân. Đấy, nó khổ như ở chỗ đấy. Bà này hồi lên chương trình bà ấy đã để lộ ra một cái chi tiết rất là vô lý rồi. Đây anh em nghe cái đoạn này, bà ấy nói ở trên chương trình này. Thật sự là bản thân em có con thật sự là cái việc mà nuôi một lúc vài chục em như em nhìn thấy trên này thì cái khối lượng công việc thật sự là rất nhiều. Thì có các mạnh thường quân nào đóng góp cùng với chị không? 34 năm nay là mình làm thiện nguyện thầm lặng, mình không lên cộng đồng mà cũng không biết xài Facebook, mình cứ nuôi vậy thôi, đưa đến mình nuôi. Mình chỉ nghĩ là mình phải làm thật nhiều tiền. Thật nhiều công việc thì mới có tiền nuôi các con. Mình kinh doanh rất là nhiều, chạy xe ôm có rồi đi giúp việc nhà có. Mới khoảng hơn một năm nay dịch bệnh kéo dài khó khăn mới biết nhận tiền của cộng đồng. Mình cũng không hình dung được mình nhận như thế này có lỗi không hay là có bị làm sao không. Nghe đến đây chắc chắn rất nhiều anh em đã biết là bà này xạo rồi. Thế nhưng mà lúc đấy thì bố ai dám lên tiếng bóc phốt bà. Hay đâu đi chạy xe ôm rồi đi làm giúp việc để nuôi được một đứa con thôi, người ta đã không tài nào nuôi nổi rồi. Đây bà ấy vừa làm xe ôm, bà ấy chạy giúp việc mà bà ấy nuôi được mấy chục đứa nhỏ. Thế thì bố của Thánh luôn, bà ấy bảo là bà ấy có doanh nghiệp nghìn tỷ, nhưng doanh nghiệp đó có một cái quỹ riêng để nuôi dạy trẻ em mồ côi cơ, thì người ta còn tin chứ đây lại bảo là đi chạy xe ôm rồi đi làm giúp việc để nuôi mấy chục đứa nhỏ, bố ai mà có thể ngửi nổi. Người có học, người ta chỉ cần nghe đúng một câu đấy thôi là người ta biết ngay là bà ấy giả tạo rồi. Nguồn thu của bà ấy có sự khuất tất rồi, làm sao có thể nuôi được mấy chục đứa nhỏ bằng một số tiền ít ỏi như vậy được. Thế nhưng mà cái giống lừa đảo ấy thì nó làm hình ảnh ghê gớm. Chưa kể là những người mà họ đã tin một cách mù quáng vào rồi, bố ai có thể khuyên được người ta nữa như kiểu cái bà này mà khoảng một năm trước động vào bà ấy thì khác nào động vào tổ kiến lửa đâu thế nhưng mà dù sao nhìn ở mặt tích cực có những vụ như thế này mới khiến cho nhiều người tỉnh ngộ hơn về cái việc làm từ thiện đấy là một nghề rất đào quý phải cực kỳ giỏi người ta mới có thể làm được chứ còn trình độ như bà này thì làm sao nổi chính vì thế nên bão gió đợt này đang về hỏi thăm việt nam mình nhiều phết rồi đấy sắp tới là kiểu gì cũng có những cái quỹ kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt đấy thế nên bà con cứ phải cân nhắc thật kỹ trước khi xuống tiền chứ không lại như cái vụ của các nghệ sĩ mấy năm trước thì chết nhục luôn nhìn ở góc độ khác nếu có trách cái cơ sở này nếu có trách bà hương thì một phải có trách cái người sinh ra những đứa trẻ này chỉ vì một phút bốc đồng thôi sinh con ra nhưng lại không có khả năng nuôi dạy nó để nó phải sống ở một cái nơi được gọi là địa ngục trần gian như thế này thì thực sự chẳng biết phải diễn tả bằng từ ngữ nào nữa. Đứa trẻ đó đã khổ là một chuyện. Thế nhưng mà bố mẹ của đứa trẻ đó rồi họ sẽ sống kiểu gì đến hết phần đời còn lại. Thật quá đau lòng khi phải xem những hình ảnh trong phóng sự về những cú đánh của bảo mẫu tuyền lên các con. Đây không chỉ là những cú đánh vào các em mà còn là những cú đánh vào lương chi và trái tim của chính chúng ta, những em bé sơ sinh vô tội không gia đình không người thân đang hàng ngày hàng đêm chịu những nỗi đau câm nín. Các em còn quá nhỏ để cất lên tiếng nói và bảo vệ bản thân mình. Vậy thì trách nhiệm của người lớn là phải lên tiếng, phải bảo vệ các em. Tuy nhiên những gì bảo mẫu Tuyền đã làm không phải là góc khuất duy nhất ở mái ấm hoa hồng. Có thể thấy suốt quá trình điều tra tại mái ấm hoa hồng Trái tim của những người làm báo thanh niên đã nhiều lần thắt lại khi phải chứng kiến cảnh các em bé bị đối xử tệ bạc, bị trà đạp. Và xin khẳng định lại một lần nữa, những gì đang diễn ra ở cơ sở này là tội ác và những người có lương tri sẽ không thể im lặng trước tội ác này. Suốt những tháng qua và ngay cả trong những ngày này và đến giờ, quý vị có thể trả lời cho câu hỏi bên trên. Không có bất cứ vị Phật sống dáng trần nào cả chỉ có những tiếng chửi bới, quát nạt, những trận đòn roi không thương tiếc đối với những thiên thần nhỏ trong máy ấm, giải đầy gai hoa hồng ở quận 12 mà thôi. Và giáp thị sông hương, hãy nhớ, gieo nhân nào, ắt gặt quả nấy. Tuyên án hai bảo mẫu an lành khi dạy dỗ bé trai đến tắt thở tại điểm trông giữ trẻ. Trong quá trình lắng nghe lại lời khai của hai bảo mẫu, chị Phùng Thị Tê, mẹ nạn nhân bị hai bảo mẫu dạy dỗ đến tử vong đã liên tục khóc tại tòa. Trong nước mắt người mẹ kể lại, khi chị đến lớp thì đã thấy con trong tình trạng người lạnh, chân tay cứng, mắt nhắm, quần áo ướt. Thậm chí chủ tọa đã phải cho người mẹ tạm ngồi xuống để lấy lại bình tĩnh, kể lại sự việc. Để rất quấn bố, tối nào đi làm về cháu cũng muốn tôi bế đưa đi chơi một vòng quanh xóm. Bé cũng rất nhanh nhẹn và hiếu động. Anh Tê gạt nước mắt nhớ lại, theo lời kể của bố bé D, bé chưa nói được nhiều mà chỉ bập bẹ gọi bố mẹ. Giờ đây, không còn tiếng nói của con thơ, vợ chồng anh chị rất đau đớn và trống rỗng. Anh tế cũng cho biết, con mới đi học được chưa đến 2 tuần thì sự việc đau lòng xảy ra. Khi mẹ cháu đón D, cô giáo có nói con bị ngã nhưng hôm sau cháu vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, vẫn ăn ngủ bình thường. Trưa 26 tháng 2, tôi đang ở công trường cách nhà 30 km thì nhận được điện thoại báo con nhập viện cấp cứu. Lúc ấy chỉ nghĩ con trai bị ốm chứ không ngờ rằng người bố nói rồi im lặng. Chị Phùng Thị Tê sinh năm 1981 ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, do tin tưởng người quen nên đã gửi con tới điểm trông giữ trẻ có hai nữ bảo mẫu làm việc. Thời điểm phát hiện vết bầm tím trên người con, chị Tê có thắc mắc thì ăn và lành bảo con chơi bị ngã. Người mẹ khai tiếp các ngày 24 và 25 tháng 2 cháu không có vấn đề gì, đến dạng sáng 26 tháng 2 thì cháu có tỉnh giấc ho hai tiếng và chớ sữa. Sáng 26 tháng 2, cháu ăn hết một chén cháo. Đến 7 giờ 30 thì đến lớp. Vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, cô giáo gọi điện, chị hoảng quá chạy về. Khi về tới lớp học, chị Tê nhìn thấy con nằm dưới nền xốp, nằm thẳng cẳng, quần áo ướt hết. Chị Tê khóc nấc nói tại tòa. Quá đau đớn, hốt hoảng tôi hô hào bế con lên trạm xá sơ cứu. Sau đó, trên xe đến bệnh viện, con lại nấc, chớ, ra bắt cháu. Lúc đó trên xe, tôi chỉ có biết khóc gọi con, theo cáo trạng an và lành là những người không có bằng cấp chuyên môn về sư phạm, nhưng khoảng tháng 11 năm 2022 đã rủ nhau đứng ra mở lớp nhận trông giữ trẻ để lấy tiền. Cả hai đã thuê nhà tại thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội để làm địa điểm nhận trông giữ trẻ. Giữa tháng 2 năm 2022, do bận đi làm nên chị Phùng Thị Tê, sinh năm 1981 ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội, đã gửi con trai là cháu Phạm Tiến Đê, sinh ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại cơ sở trông giữ của An và Lành. Ngôi nhà của anh chị tuần toàn không có vật dụng gì đáng giá. Anh Tê chia sẻ, cả hai vợ chồng anh chị đều là lao động tự do, công việc, tay chân rất bận rộn. Hàng ngày 5 giờ sáng anh đã phải đi ra khỏi nhà đi làm, có khi đến nơi làm việc cách vài chục km và trở về khi trời đã tối muộn. Dù con còn nhỏ nhưng để mưu sinh, anh chị buộc lòng phải gửi cháu D đến nhóm trẻ của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2, chị Tê đưa con đến gửi. An ra đón cháu D và đưa vào lớp. Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, lớp có tổng cộng 7 cháu đều được An và Lành đưa vào phòng ngủ để quản lý. Lúc này, cháu D bỏ chạy ra ngoài, đứng ở cửa và khóc. Bực tức, lành chạy ra bế con lên đưa vào phòng ngủ, rồi ném nạn nhân xuống tấm nệm xốp trải dưới nền nhà, làm cháu bị va đập mạnh xuống sàn. Cháu tiếp tục quấy khóc nên lành đã bạt tay và quát cháu rồi để cháu nằm đó. Khi cháu vẫn khóc đến lượt An dùng chân tác động vào người cháu, vì sợ quá con đành nín, không khóc nữa và chơi cùng các bạn. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị Tê đến đón con thì thấy hai bên tai của cháu Đê bị tím, Người mẹ hỏi nguyên nhân thì lành nói do cháu đê chơi và bị ngã vào rổ đồ chơi. Do tin và lời nói của lành nên chị Tê đưa con về nhà. Tối hôm đó cháu đê có hiện tượng nôn chớ. Các ngày sau 24 và 25 tháng 2, vợ chồng chị Tê tiếp tục đưa con đến gửi tại cơ sở trông giữ của An và lành. Do có việc riêng nên lành nghỉ trông các cháu vào cuối ngày 24, ngày 25 và ngày 26 tháng 2. Sáng ngày 26 tháng 2, chị Tê đưa cháu đê đến lớp như hàng ngày và gửi con cho An. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày an thấy cháu đê quấy khóc nên đã bực tức dùng hai tay tác động mạnh thả nạn nhân xuống sàn và đè lên nạn nhân khi quay ra an thấy cháu bất tỉnh miệng nôn tay tự cào vào mặt nên đã gọi điện thoại cho lành thông báo tình trạng của nạn nhân khi nhận điện thoại của an lành đã hướng dẫn đồng nghiệp lấy nước cho cháu đê uống khi cháu không uống an đổ cốc nước vào mặt và dùng tay tác động vào mặt nạn nhân để tỉnh táo do cháu không tỉnh nên an đã gọi điện thoại cho chị Tê đến lớp. Người mẹ đến nơi thấy con trong tình trạng người lạnh, chân tay cứng, mắt nhắm, quần áo ướt nên đã cùng an đưa cháu D đến cơ sở y tế, sau đó đưa đến bệnh viện đa khoa nông nghiệp 1 và bệnh viện nhi trung ương để điều trị. Được đưa lên xe cấp cứu, con tôi nấc rồi chớ hết cháu ra. Kể đến đây, người mẹ lại khóc nức nở. Vị chủ tọa phiên tòa đã phải cho người mẹ tạm ngồi xuống để lấy lại bình tĩnh. Đến 16 giờ 15 phút ngày 2 tháng 3, cháu D đã tử vong tại nhà. Tại phiên tòa, cả An và Lành đều thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục gửi lời xin lỗi gia đình bị hại. Hai bị cáo khai từ khi bị khởi tố, bắt tạm giam cảm thấy vô cùng hối hận và xấu hổ với hành vi đã gây ra. Bị cáo đã tác động đến gia đình bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại và mong muốn hội đồng xét xử xem xét để có cơ hội làm lại cuộc đời. Luật sư cũng trình bày, cả hai gia đình bị cáo có hoàn cảnh éo le, Lành đang nuôi con nhỏ nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét mức hình phạt nhân văn để các bị cáo có cơ hội cải tạo, sửa chữa lỗi lầm sau khi nghị án hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng thể hiện tính chất côn đồ cần có mức án nghiêm khắc để gian đe về dân sự tòa ghi nhận sự tự nguyện của gia đình hai bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 500 triệu đồng căn cứ vào tính chất hành vi phạm tội của từng bị cáo hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thị an mức án trung thân và nguyễn thị lành 20 năm tù trẻ em như búp trên cảnh, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan nhưng thật đáng tiếc khi cả hai bảo mẫu an và lành đều không có nghiệp vụ sư phạm, không có lòng yêu thương con trẻ lại dám mở điểm mầm non tự phát. Hậu quả đã rõ một sinh linh bé bỏng tử vong. Được biết, nạn nhân chưa nói được nhiều mà chỉ bập bẹ gọi bố mẹ. Giờ đây, gia đình chị T không còn tiếng nói của con thơ mùa tang thương phủ lên cả tròm xóm. Thảm án bảo mẫu bắt cóc con nhà giàu tống tiền đoạt mạng hết sức kinh dị. Nghề giáo trước nay đều là một nghề đáng được tôn trọng Nhưng Giáp Thị Huyền Trang lại đi ngược lại với cái đẹp của nghề Nợ nần dẫn đến phải làm liều Bắt cóc con của gia đình chủ nhà Những tưởng cô ta chỉ lấy tiền Thế nhưng khi phát hiện được nạn nhân tử vong Nằm dưới dòng sông Bất cứ ai cũng phẫn nộ với tội ác của một bảo mẫu Luôn mồm nói yêu nghề như chàng Bảo mẫu bắt cóc con nhà giàu Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên Điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân sinh năm 2021 ở huyện Gia Lâm Hà Nội. Tổ chức truy bắt nghi phạm gây án là một nữ giới, người này đã bắt cóc con nhà giàu tống tiền đoạt mạng hết sức kinh dị. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị bắt cóc tại một khu đô thị cao cấp ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm Hà Nội. Sau đó, nghi phạm đưa nạn nhân rời khu vực trên, vứt nạn nhân tại Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên rồi bỏ trốn. Chiều 20 tháng 9 năm 2023, Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân sinh năm 2021 nằm ở một ao nước trong khu vực kênh Tây, thôn Đồng Quê, khoảng cách từ đường nhựa đến ao nước trên 300 mét. Tại hiện trường, nhà chức trách đã phong tỏa một bên đường của kênh hướng đi vào ao nước. Lực lượng chức năng gồm cảnh sát, y tế, kiểm sát viên. Đến 17 giờ 35 phút cùng ngày vẫn đang làm nhiệm vụ. Rất đông người dân tại địa phương tụ tập quan sát bàn tán. Chia sẻ với phóng viên, ông Tuấn, chủ hàng tạp hóa Đầu đường mòn đi vào ao nước cho biết, khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 9 ông vô tình bắt gặp một cô gái đi xe máy màu trắng chở đằng trước một bé gái mới tập đi. Cô gái này hỏi đường đi chợ Mễ Sở. Sau khi xem hình ảnh nhận dạng của nghi phạm, ông Tuấn cho rằng cô gái ông gặp hôm qua rất giống với người bắt cóc. Theo nhân chứng tại hiện trường, khoảng 12 đến 13 giờ ngày hôm 20 tháng 9, nạn nhân được một số người dân đi làm đồng phát hiện rồi báo lực lượng chức năng. Ngay sau đó công an đã đến hiện trường Một nhân chứng khác kể Xe máy của nó bị vứt lại bến đò Bình Minh cách hiện trường khoảng 3 km Tôi nghe tin mà tìm thấy nạn nhân rồi Tôi xuống ao bế cháu lên vì quá thương cháu Vừa chiều qua tôi còn khen cháu bé xinh xắn Mà chỉ một lúc sau cháu đã ra đi mãi mãi Tôi ái náy lương tâm, rời nước mắt Nhân chứng rưng rưng nước mắt kể Tôi nghĩ mình gặp cháu lần đầu và cũng là lần cuối của đời cháu Tôi làm tròn nghĩa vụ chuẩn bị tươm tất cho cháu trong lúc đợi gia đình đến, tôi bế cháu lên khỏi ao để công an lo thủ tục. Hàng trăm người dân dõi theo quá trình trục vớt không giấu nổi gương mặt thất thần, lo lắng, bày tỏ sự đồng cảm đối với gia đình nạn nhân. Những người theo dõi trên mạng xã hội cũng bày tỏ sự tiếc thương, khổ thân, ai có con cũng đều thấy thật xót xa. Đã tốt nghiệp ngành sư phạm, buồn lòng quá bảo mẫu ơi. Liệu có ẩn khúc nào ngoài mục đích bắt cóc tống tiền không? Học sư phạm xong, cô ta thừa biết mình làm như vậy sẽ có hậu quả như thế nào mà. Thuê người thì không thể đo được lòng người. Nhưng trẻ con thì như thiên thần có biết gì đâu mà nỡ đành ra tay sát hại tội nghiệp con quá. Người khác lại cho rằng, con cội trình gì vì đồng tiền mà cướp mất cuộc đời của nó. Đây là một bài học đắt giá cho các gia đình cần thuê người giúp việc. Chỉ nên thuê những người phụ nữ đã quá tuổi lao động từng sinh nở nuôi con nhỏ hoặc qua công ty môi giới chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng, nếu không biết rõ người này, không nên thuê người quá trẻ, vì tuổi trẻ người bình thường họ có thể có nhiều công việc để làm, họ đi giúp việc tất không bệnh nọ thì cũng tật kia, khó lường. Thật xót xa, khổ mình, khổ người, khổ người sống, khổ người mất. Tuy nhiên từ đầu tôi vẫn nghiêng về khả năng cháu bé mất do một sơ ý hoặc sơ suất nào đó nằm ngoài ý chủ quan của kẻ bắt cóc dù sao pháp y và công an khám nghiệm có thể tìm được nguyên nhân. Trong khi đó, bà Bình, người dân địa phương cho biết khoảng 18 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2023, bà một số người khác thấy một đối tượng có thể là nghi phạm bắt taxi đi ra chợ mễ sở để mua quần áo. Nghi phạm trong vụ việc trên là giúp việc cho một gia đình giàu có, nữ hung thủ sinh năm 1996, quê Bắc Giang. Người này còn học sư phạm. Theo thông tin ban đầu, đối tượng đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu. Nguồn tin tại Công an tỉnh Hưng Yên cho hay qua truy vết lực lượng chức năng xác định đối tượng khi ở địa bàn xã Mễ Sở đã ghé qua một tiệm tạp hóa để mua quần áo. Quá trình bảo mẫu tống tiền. Theo đó khoảng 17 giờ 4 phút ngày 19 tháng 9 năm 2023, trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang đội mũ điều khiển xe máy đi về hướng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tiếp đó trang nhắn tin cho gia đình chủ nhà thông báo đã bắt cóc cháu và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng mới thả con. Ngày 21 tháng 9, công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với công an tỉnh Hưng Yên cùng lực lượng chức năng truy tìm nghi phạm được xác định có lý lịch như sau. Tên thật Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, tạm trú xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tiền án tiền sự không. Trang là nghi phạm bắt cóc, sát hại nạn nhân ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Công an bước đầu xác định Giáp Thị Huyền Trang được gia đình thuê làm bảo mẫu giúp việc ở một khu đô thị tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thuê để đón cháu hàng ngày từ trường mẫu giáo về nhà vào mỗi buổi chiều. Trong quá trình làm việc, Trang đã bắt cóc cháu và sát hại nạn nhân. Trong thời điểm này, Giáp Thị Huyền Trang đã nhẫn tâm ra tay sát hại rồi vứt dưới ao thả cá thuộc trang trại của một gia đình ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Sau khi sát hại cháu bé, nghi phạm điều khiển xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để thay hồng che giấu hành vi phạm tội và bỏ trốn. Về nhân thân nghi phạm, một lãnh đạo xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, Giáp Thị Huyền Trang chưa lập gia đình, cũng chưa có tiền án tiền sự gia đình trang ở quê nằm trong diện thuần nông bố mẹ nghi phạm có ba anh em trang là chị cả trang tốt nghiệp một trường sư phạm sau đó đi dạy học tuy nhiên được một thời gian thì thu nhập thấp nên trang xin nghỉ việc để đi làm công nhân thời gian làm công nhân trang bị cho là dính vào nợ nần với số tiền lớn có thể là do chơi cờ bạc trên mạng đầu tư tiền ảo bố mẹ đã từng phải trả thay cho trang hàng trăm triệu đồng Thời gian sau, Trang đi giúp việc ở Hà Nội và rất ít khi về địa phương. Các cán bộ xã thôn cũng không biết Trang đi đâu làm gì cụ thể. Cái kết của hung thủ Theo đó, ngày 20 tháng 9 năm 2023, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 19 tháng 9 năm 2023 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Quá trình ra soát tìm kiếm đến khoảng 12 giờ ngày 20 tháng 9, công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nạn nhân tử vong tại khu vực cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tối 22 tháng 9 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án bắt cóc tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, giám đốc công an Hà Nội đã chỉ đạo trực tiếp lực lượng phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia bao vây truy bắt đối tượng. Cũng liên quan đến vụ việc, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9 năm 2023, cơ quan chức năng đã phát hiện trục vớt một nạn nhân được xác định là phụ nữ tại khu vực sông Đuống, địa phận xã Phu Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Kết quả giám định ADN xác định nạn nhân phụ nữ là Giáp Thiệu Huyền Trang. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho biết theo thông tin vụ án thì cho đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang để điều tra. Trường hợp bị can đã tử vong thì cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra với bị can này và vụ án vẫn có thể tiếp tục. Theo luật sư, trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng đã sát hại nạn nhân trước khi đòi tiền chuộc thì rất có thể đối tượng lâm vào tình trạng nợ nần túng quẫn, bị đòi nợ dẫn đến việc mang cháu đi bỏ trốn, khi cháu bé quấy khóc không thể mang theo thì đã nảy sinh ý định sát hại sau đó mới nảy sinh ý định đòi tiền chuộc. Bởi vậy, nguyên nhân động cơ tình huống này là rất quan trọng. Có thể là có người khác phạm tội. Cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc để giải quyết triệt để vụ án này. Nếu xác định có người đã giúp sức đối tượng thực hiện hành vi sát hại người, hoặc xác định có người thực hiện hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép, đe dọa giết người, cưỡng đoạt tài sản, hoặc có các hành vi khác liên quan đến bị can trang, tác động đến tâm lý của bị can dẫn đến bị can thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ mở rộng điều tra xử lý với các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Nếu hung thủ thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản mà có thông báo cho người khác, người biết được sự việc đã giúp sức cho đối tượng bỏ trốn hoặc che giấu không tố giác tội phạm, thì người này cũng có thể bị xử lý về hành vi che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm. Vâng, trên đời này mạng người là thứ quý giá nhất. Tiền bạc dù thiếu hụt đến đâu thì vẫn có thể kiếm được, nhưng sinh mạng mất rồi thì làm sao mà tìm lại được. Mong rằng những ai còn đang vướng bận chuyện tiền bạc, hãy vấn đề gì suy nghĩ là quan hơn. Đừng vì một lúc nông nổi mà phải trả giá thật đắt, thậm chí là bằng cả tính mạng của mình. Cuối cùng thì vụ án này cũng bị bỏ ngỏ bởi nghi phạm đã không còn nữa. Với nỗi ân hận đã sát hại thiên thần bé nhỏ ấy, cha đã gieo mình xuống sông, đồng quy vô tận, nhằm chuộc lỗi với nạn nhân cũng như là với gia đình. Đó là một bản án lương tâm mà chính bản thân ả à đã chấp nhận lấy. Nhưng tội ác của ả à ta vẫn còn đó. Nỗi đau mất người thân của gia đình nhỏ sẽ mãi mãi ở đó không thể ngôi ngoài được vì mất con. Mong sao cho linh hồn thơ giải sớm siêu thoát. Gia đình cũng vơi đi nỗi đau này. Nữ giáo viên bị ném dép vào mặt, học trò dồn vào góc lớp. Giáo viên khóc hay ngành giáo dục khóc? Đối ngày 4 tháng 12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nữ giáo viên bị nhóm nam sinh một trường trung học cơ sở dồn vào góc lớp, kèm theo đó là những tiếng hò reo chửi bới. Đối với người bình thường, đó là chuyện hư hữu, hữu, thật khó chấp nhận. Nhưng đối với những người làm giáo dục, chỉ biết lặng lẽ lấy khăn lau nước mắt. Những giọt nước mắt không chỉ thương cho cô giáo bồng bột kia, mà là khóc cho chính cái ngành mà mình đã gần cả một đời cống hiến. Theo hình ảnh trong clip, một nam sinh đã dồn nữ giáo viên vào góc lớp. Lúc đầu nữ giáo viên này chống cự phản kháng nhưng trước hành vi thiếu giáo dục của một số nam sinh, cô đã tỏ ra bất lực và chỉ biết im lặng. Dùng điện thoại để ghi lại hành động này. Video hơn 4 phút liên quan vụ việc này ghi lại cảnh nữ giáo viên bị nhiều học sinh tấn công, thậm chí khóa cửa ngoài không cho cô giáo ra ngoài. Một nhóm còn ngang nhiên ném giấy lên mặt cô giáo và nhét rác vào cặp khiến nữ giáo viên khó chịu. Trong clip Học sinh khác có hành vi phe phẩy quạt trước mặt giáo viên này. Có học sinh còn ném quạt vào người cô giáo. Vây kín xung quanh nữ giáo viên này là đám đông kèm với đó là những tiếng chửi tục, cười đùa trong sự bất lực của giáo viên. Trong cảnh hỗn loạn, nhiều chiếc dép được ném liên tục vào người nữ giáo viên khi cô giáo cầm dép lên hỏi ai ném thì không ai trả lời. Sau đó một chiếc dép ném trúng chán khiến cô choáng váng vài giây rồi lăn ra ngất xỉu. Khi hai video được đăng tải, nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc về thái độ của nhóm học sinh này. Không dừng lại ở đó, một số học sinh còn nằm lăn ra đất để vu oan cho giáo viên có hành vi không phải với mình. Sau khi clip đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhiều người bày tỏ thái độ bất bình, bức xúc, phẫn nộ trước hành vi thiếu đạo đức của nhóm học sinh và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh. Ngày 30 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo Công an huyện và các cơ quan chức năng đã làm việc và yêu cầu trường trung học cơ sở Văn Phú họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của giáo viên học sinh và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định. Cùng ngày nhà trường cũng đã tiến hành họp để xem xét giải quyết sự việc. Ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 12, trường trung học cơ sở Văn Phú đã họp yêu cầu giáo viên và học sinh liên quan viết tường trình sự việc, xác định rõ mức độ vi phạm để xem xét giải quyết theo quy định. Liên quan đến sự việc này, trao đổi với báo chí, ông Giang Tuấn Anh, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xác nhận Vụ việc xảy ra tại trường Trung học cơ sở Văn Phú. Ngay sau khi nắm được thông tin, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo trường Trung học cơ sở Văn Phú xem xét xử lý nghiêm, báo cáo kết quả trước ngày 6 tháng 12. Còn theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã nắm được thông tin sự việc và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xác minh làm rõ. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do một số khúc mắc giữa cô giáo và học sinh trong quá trình giảng dạy trên lớp nguyên nhân được xác định như sau khi đến giờ vào lớp một số học sinh vẫn ở ngoài chưa vào lớp cô hát nhắc nhở thì có một vài học sinh phản ứng tiết học bắt đầu thì có một số học sinh xin ra ngoài nhưng cô hát không đồng ý và sau đó giữa giáo viên và học sinh có những khúc mắc trong giờ học theo lãnh đạo xã văn phú cô giáo dạy âm nhạc từng nhiều lần có phát ngôn trợ búa không chuẩn mực khi giao tiếp với học sinh cô cũng mới bị trường cảnh cáo vì hành vi này trong khi đó nhóm học sinh trường trung học cơ sở văn phú có thái độ không tôn trọng cô từ trước Đến hôm cô có hành vi hay phát ngôn chưa phù hợp, các em phản kháng thiếu chuẩn mực. Do đó, sau giờ dạy tiết 3 của lớp 7C, cô Hát sang dạy tiết 4 tại lớp 6A, một số học sinh lớp 7C sang lớp 6A tiếp tục có phát ngôn và có hành vi thiếu chuẩn mực với cô giáo Hát, nói tục, có hành vi xúc phạm giáo viên, quay video và đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Chưa dừng lại ở đó, một số học sinh còn nằm lăn ra đất để vu oan cho giáo viên trước những lời lẽ thách thức, chửi bới của học sinh nữ giáo viên chỉ biết đứng im và dùng điện thoại để ghi lại. Clip của giáo dạy nhạc của trường Trung học cơ sở Văn Phú huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang bị đám học sinh vắt mũi chưa sạch ném dép, giật điện thoại, rồi nhiều clip học sinh đánh nhau như quân thủ tạo nên sự bức xúc trong xã hội. Nó phá vỡ tất cả những mỹ từ mà bao đời nay xã hội dành cho những con người làm nghề trồng người. Bất kỳ ai xem những clip này cũng đều có những dòng comment tức giận đến tột cùng cho sự suy thoái đạo đức của những măng non đất nước đang ngồi trên ghế nhà trường. Chúng tôi, những người làm giáo dục chỉ biết lặng lẽ lấy khăn lau nước mắt. Những giọt nước mắt không chỉ thương cho cô giáo bồng bột kia mà là khóc cho chính cái ngành mà mình đã gần một đời cống hiến. Nguyên nhân nào mà những trồi măng lỗi mọc ngày càng nhiều lên, chắc chắn ai cũng rõ. Một khi công cụ giáo dục của người giáo viên bị rút đi đến nỗi phê bình một học sinh vi phạm cũng không dám thì cái xấu tất sẽ lên ngồi. Chẳng có liều thuốc nào đủ nặng ngoài thông tư số 32-2020-TTBGZDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để uốn những chổi măng hư đi vào quỹ đạo thì sự lây lan át càng nhiều. Xem những clip học sinh tung trưởng không một chút nương tay đối với bạn mình. Ta không nghi ngờ được cái ác, cái máu lạnh đã ẩn nấp đâu đó trong những con người mặt búng ra sữa này. Thế nhưng khi họp hội đồng kỷ luật những hình thức như nhắc nhở khiển trách hay quá lắm là cảnh cáo chỉ là gãi ngứa đối với những đứa mà phần con đang phát triển lấn át cả phần người. Những người giáo viên đơn thương độc mã ngày càng nhụt chí khi lỡ lời chẳng ai bênh nên đám trò hư ngày càng được dịp. Họ lên lớp trong trạng thái lo sợ khi mà học sinh đứa nào chẳng thủ sẵn trong mình chiếc smartphone sơ hở là họ bị ném đá tơi bời. Ai mà không sợ căn bệnh thành tích trầm kha đã ăn sâu vào giáo dục, nên lãnh đạo nhiều trường chẳng dại gì mà phơi bày cái xấu của mình lên cho thiên hạ biết mà mất thưởng, nên cứ ém nhẹm đi. Vì vậy mà bạo lực học đường cứ như tế bào ung thư từng ngày âm thầm lây lan và phát triển nhanh với kích thước ngày một lớn hơn. Một lý do căn nguyên nữa là nhà rột tử nóc. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường là yếu tố quan trọng trong giáo dục đạo đức cho học sinh nhưng nhiều gia đình giờ chỉ biết phó thác cho giáo dục. Cha mẹ mải lo bươn trải, phương xa gửi con lại cho ông bà, nên nhiều trẻ em lớn lên như cây lau cây sậy hoang dã giữa một xã hội nhan nhản những cảnh bạo lực. Khi được hỏi đến, ai cũng có câu trả lời. Cháu nó ở nhà ngoan lắm, thói hư tật xấu, từ đó mà ra cả. Anh bạn đồng nghiệp bức xúc vì một học sinh hư mà mời phụ huynh để trao đổi. Trong câu chuyện, anh phụ huynh vừa nói vừa văng tục liên tục nơi cửa miệng thì thầy cô có ba đầu sáu tay cũng không thể giáo dục con anh nên người. Cả biệt có phụ huynh còn xông tới trường hành hung thầy cô giáo đến mức phải nhập viện. Nhiều phụ huynh tỏ vẻ khó chịu khi thầy cô gọi điện nhắc nhở con mình kiểu như nó ở nhà không nấu ăn, giặt rũ, quét dọn. Tôi có gọi thầy đâu, sao nó không học bài, không làm bài tập thầy gọi tôi miết vậy. Kênh phối hợp ngày càng mất hiệu quả, những clip mà chúng ta xem được chắc chỉ là phần nhỏ nhờ một số học sinh dũng cảm đưa lên mạng vì nếu phát tán sẽ bị xử lý cái ác cứ được che giấu và bạo lực học đường cứ mãi tiếp diễn liều thuốc nào đủ mạnh để điều trị căn bệnh bạo lực học đường chắc không phải chỉ mỗi mình ngành giáo dục kê đơn mà cần lắm sự chung tay của toàn xã hội hãy trả lại môi trường trong lành cho trường học trả lại bình an cho những người cầm phấn và đừng biến nó thành sàn đấu của các môn võ thuật tổng hợp. Sau khi clip giáo viên bị dồn vào góc tường được đăng tải, nhiều người đã để lại bình luận như sau. Cô giáo phát ngôn chưa chuẩn mực là lỗi của cô, có thể phải kỷ luật thích đáng. Trường để giáo viên phát ngôn như vậy là lỗi của trường, đây là vấn đề các vị địa phương xem sau. Ở đây đang bàn quan tâm đến đạo đức của trò. Không thể chấp nhận học sinh phản ứng hỗn láo như vậy, cũng không thể nói bao biện vì cô phát ngôn không chuẩn mực nên các cháu như vậy được. Tại sao có nơi thầy cô chưa chuẩn mực nhưng trò không ứng xử như vậy? Nghe phát biểu như thế này, chung chung lỗi là do hai bên chứ lại giảng hòa không có tính răn đe. Trường thì phạt qua loa viết bản kiểm điểm, thật nực cười. Thế này thì có tính răn đe giáo dưỡng rồi lại hành hung tiếp. Ngành giáo dục thì không có hành động bảo vệ giáo viên. Thật xấu hổ cho đạo đức của học trò ngày nay. Chủ tịch xã và nhà trường phải thấy có lỗi khi xảy ra như vậy. Giáo viên có lỗi, phát ngôn không chuẩn mực. Nhưng để học sinh đánh như vậy thì chỉ có ở Sơn Dương. Thật tự hào nhỉ. Đây là cảnh báo đạo đức giáo dục đã đến ngưỡng đi xuống mất kiểm soát, Trung Quốc là lỗi lớn nhất từ người lớn mà ra. Buồn thật. Học sinh có đạo đức như thế này không được rồi, học sinh phải có thái độ kính sợ, kính trọng và e sợ giáo viên thì giáo viên mới dạy được. Nếu cô sai thì học sinh phải báo phụ huynh làm việc với cô và nhà trường. Còn ở đây phần lớn học sinh trong lớp hùa theo cười đùa sỉ nhục giáo viên thì đến bố mẹ học sinh cũng không chịu được chứ là cô. Phụ huynh tát lật mặt ngay chứ cô còn nhịn chán. Láo, quá láo. Học sinh thế này thì hỏng. Giáo viên sai cũng có sai nhưng để đến những hành động như thế này thì chỉ biết lắc đầu và thở dài. <laughs> Giữa đêm cô giáo gương mẫu nhất huyện xuống tay sát hại chồng vì nhắn tin với gái lạ xin chào các bạn đang theo dõi pkt tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng là cô giáo dạy văn nên hằng ưa thích sự ngọt ngào lãng mạn cuộc sống gia đình mới đầu rất khó khăn nhưng vẫn rất hạnh phúc vào cái ngày định mệnh đó khi xem được một tin nhắn lạ trong điện thoại của chồng cô giáo hằng đêm ấy trằn chọc vì ghen tuông và gọi ông xã dạy tra vấn hai người cãi nhau sẵn có con dao trên tay người vợ cắm vào ngực chồng Hãy cùng PKT lật mở toàn cảnh vụ án kinh hoàng này. PKT xin khẳng định video này hoàn toàn không có ý khơi gợi lại nỗi đau của những người trong cuộc. Vụ án gần gũi với chúng ta và có tính tàn nhẫn rất cao. Vì vậy mọi người hãy cân nhắc trước khi xem. Thảm kịch lúc nửa đêm Tháng 4 năm 2010, cả thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã nóng lại càng nóng hơn bởi tin cô giáo dạy văn Lê Thị Hằng sinh năm 1978 có hậu khẩu thường trú tại khu phố 6 phường Phước Mỹ thành phố Phan Rang Tháp Chàm, sát hại chồng mình là anh Lê Hữu Thành sinh năm 1974 vì ghen tuông. Hằng là người vợ đảm đang, một cô giáo chuyên môn vững, anh Thành, chồng cô tháo vát làm kinh tế giỏi. Cưới nhau 5 năm, vợ chồng họ đã có một cậu con trai 4 tuổi và một cơ ngơi khang trang tại căn phòng 307 chung cư C4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang, khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ phát thèm. Tuy cuộc sống ban đầu của đôi vợ chồng trẻ còn khó khăn, nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Vì là con gái dân văn nên Hằng thích sự lãng mạn. Ngày ấy, mỗi buổi sáng đi làm, Hằng đều viết một mẩu giấy nho nhỏ bày tỏ sự yêu thương, hờn giận trong ngày bỏ vào túi áo chồng để anh ấy đọc được mà hiểu Hằng và chia sẻ. Rồi trở thành thói quen hôm nào chồng Hằng cũng có một mẩu giấy nhỏ tâm sự của vợ. Thêm một thói quen khác mà chính thói quen này khi đi chạy hướng đã dẫn đến kết cục đau lòng. Hạnh phúc bỗng chốc tiêu tan tất cả chỉ sau một tin nhắn lạ. Hai vợ chồng trẻ đã thiếu kiểm chế không làm chủ được mình dẫn đến hậu quả đau lòng. Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 31 tháng 3 năm 2010, sau bữa cơm tối vui vẻ, trong lúc anh Thành đang tắm thì điện thoại của anh báo chuông tin nhắn. Rất tự nhiên, Hằng liền mở ra xem thì thấy một tin nhắn của một người lạ mặt mà chồng cô không lưu tên với nội dung rất à ơi. Đang làm gì đấy, rảnh không nói chuyện một lúc. Sau đó Hằng đưa điện thoại cho chồng xem. Xem xong anh Thành không nói gì và đưa điện thoại cho vợ cất trên tủ lạnh. Tuy nhiên không hiểu sao sau đó người chồng lại bước từ nhà tắm ra trên người đầy xà phòng, vội lấy máy điện thoại và tắt nguồn đi. Thấy hành động của chồng khác lạ, bị cáo nảy sinh nghi ngờ trong lòng. Cô chờ đợi chồng một lời giải thích về vụ tin nhắn kia nhưng anh Thành đã im lặng. Suốt đêm hôm đó, Hằng cứ trằn chọc không sao ngủ được vì cái tin nhắn ám ảnh kia. Đến 3 giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 2010, 3 giờ sáng tại trung cư C4 thuộc phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, trong căn phòng lơ mơ đen ngủ của vợ chồng Hằng, Thành, sóng gió đang nổi lên. Hằng không chợp mắt được nên gọi chồng dậy hỏi cho ra lẽ. Hằng đánh thức chồng dậy để tra hỏi, vì Hằng cứ cho rằng tin nhắn trên là của một người phụ nữ mà anh Thành quen. Bức xúc vì bị thức dậy giữa đêm tra hỏi, thay vì lời giải thích, anh Thành đã thẳng tay cho hai cái tát trời giáng vào mặt vợ. Quá bất ngờ đau đớn và uất ức, Hằng bèn chạy vào bếp lấy một con dao thái ra và dọa sẽ kết thúc cuộc đời. Anh Thành giằng giấy con dao nhưng không được, trong lúc giằng co thì Hằng bị ngã. Anh Thành lấy một cái ghế định tác động Hằng nhưng cô đã kịp đứng dậy, trong tay vẫn còn cầm con dao, thấy chồng cầm ghế định đánh mình cô liền dùng cả hai tay cầm dao tấn công thẳng vào ngực trái của chồng. Sững sờ vì hành động của mình, Hằng hoảng hốt gọi điện báo cho người thím của chồng là chị Huỳnh Thị Phi Nga ở tầng dưới chung cư C4 phòng 211. Chị Nga cùng người con rể của mình chạy lên đưa Thành đi cấp cứu. Tuy nhiên anh Thành đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi đưa anh Thành trở về nhà, cô Hằng đã thuê xe định đưa anh Thành về quê ở Hà Nam để mai táng. Trong nhà, đồ đạc của anh Thành đã được sắp xếp hết vào vali. Sự nhanh chóng vội vàng của người thân khiến sự ra đi đột ngột của anh Thành trở nên bí ẩn. Ngay buổi sáng hôm đó, bạn bè của Thành nhận được tin anh tử vong vì đột tử tại nhà liền chạy đến. Một người bạn của anh Thành khi dở chăn ra xem mặt cậu bạn lần cuối, thấy có vết máu ở ngực trái, nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Bạn bè anh Thành đã bí mật nhờ bảo vệ trung cư báo công an. Theo ban giám hiệu trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, cô Hằng vốn là giáo viên hiền lành, mẫu mực. Vợ chồng Hằng Thành có một con trai 4 tuổi. Sau khi ra tay với chồng mình, Hằng phải điều trị tại bệnh viện Phan Rang do sức khỏe kém, tinh thần hoảng loạn. Một đồng nghiệp rất thân thiết với cô Hằng cho biết trước khi xảy ra vụ án mạng, Hằng bị khủng hoảng tinh thần do ghen tuông với chồng có mối quan hệ thân thiết với một người phụ nữ khác. Hằng khuyên răn nhưng chồng vẫn không nghe lời vợ. Hằng tuyên bố sẽ dạy cho chồng một bài học. Xin tòa cho bị cáo được đi theo chồng. Sáng 20 tháng 8 năm 2010, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Hằng phạm tội sát hại người, mà nạn nhân là anh Lê Hữu Thành, 36 tuổi, chồng bị cáo. Khán phòng chật ních, những gương mặt thân nhân của bị cáo bị hại và những giáo viên đồng nghiệp của bị cáo Hằng. Người đàn bà mảnh mai yếu đuối, khóc ròng từ lúc bước vào phòng xét xử. Chiếc áo kẻ sẫm màu khiến sắc mặt cô càng bi thương. Trong tiếng nức nở, những lời khai của bị cáo Hằng làm tái hiện một cuộc sống gia đình đầm ấm và hạnh phúc trong quá khứ. Đứng trước vành móng ngựa, người vợ mảnh mai trong xanh sao và đau khổ, phải có người đỡ để đứng lên hay ngồi xuống khi trả lời thẩm vấn. Chị khóc như mưa suốt phiên tòa, nghẹn ngào, tôi ăn năn vì hành vi nông cạn khi ghen tuông. Bị cáo Hằng tỏ ra vô cùng ân hận và suy sụp nặng nề sau sự ra đi oan nghiệt của chồng mình. Mà chính bản thân cô đã gây ra để dẫn đến hành vi nông nổi của nữ bị cáo có lỗi của nạn nhân đã không có những cử chỉ hành động coi thường, không tôn trọng vợ mình đã khiến bị cáo uất ức nhất thời phạm tội. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo hằng nức nở, xin tòa cho bị cáo được chết theo chồng, khiến cả khán phòng không ai ngăn được dòng nước mắt. Sau khi xem xét mọi lời khai của bị cáo tại tòa cũng như quá trình tranh tụng công khai, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hằng 7 năm tù giam vì tội ác mà cô đã gây ra với người chồng tay ấp má kể. Giao quyền nuôi dưỡng cháu Lê Hữu Hoàng Việt là con trai của vợ chồng Hằng cho bên phía nội nuôi dưỡng đến khi Hằng thụ án xong. Phiên tòa diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ, kết thúc trong cơn mưa nước mắt của nhiều người thân, cả hai bên bị cáo và bị hại. Dư luận có người đồng tình, cũng như không đồng tình với bản án tuy nhiên điều động lại ở đây là chỉ vì một cái tin nhắn chỉ vì một phút không kiềm chế được lòng ghen tuông mà cả cuộc đời của một cô giáo đã bị hủy hoại và người phải chịu thiệt thòi nhất trong vụ án chính là đứa con trai của cả hai người cha không còn trên đời mẹ phải vào tù sự ghen tuông mù quáng của cô đã khiến vợ chồng âm dương cách biệt cuộc sống gia đình bị đảo lộn những tháng ngày hối lỗi của Hằng là sự răng xé của tâm can và pha trộn trong những giọt nước mắt đắng chát khi những ký ức đau thương ùa vào nơi khóe mặt. Vụ án đau lòng này có thể sẽ không xảy ra nếu như bị cáo Hằng khéo léo thận trọng hơn trong xử lý tình huống, trong cách cư xử với chồng để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Và giá như bị hại cũng có lời nói hành động tôn trọng vợ mình hơn. Vợ giáo viên thiêu sống cả nhà anh chồng, tẩy con trai 10 tuổi ra đường. Thưa quý vị, nước mắt của gia đình người bị hại khi họ cùng lúc phải chịu đựng ba nỗi đau chồng chất, cả con trai, con dâu lẫn cháu nội chết thảm khốc bởi ngọn lửa điêu tàn. Nước mắt của những người dù chỉ là người dưng thôi đến tham dự phiên tòa không thể cầm lòng được trước ánh mắt trong veo chỉ còn trong di ảnh cô bé Thảo Hiền, nạn nhân nhỏ tuổi nhất vụ án. Thủ phạm tàn ác chưa từng ân hận. Từ trong trại giam, Nguyễn Thị Thuận kẻ thuê người đổ xăng thiêu chết cả nhà người anh chồng đã tìm cách gửi thư cho cậu con trai bé bỏng. Điều đáng ghê sợ là trong thư Thuận đã gieo vào đầu óc con trai mình những suy nghĩ sai lệch về người cha đang nuôi nấng cháu bằng cách đổ hết mọi tội lỗi cho chồng mình. Thậm chí chị ta cho rằng chính chồng mình mới là thủ phạm. Khi vợ chồng Thuận ly hôn, Tòa án Nhân dân huyện Tử Liêm, Hà Nội đã phân chia tài sản. Ngôi nhà bố con anh Nguyễn Trí Tuấn đang ở thuộc về Thuận. Điều đó cũng có nghĩa là khi bị lệnh cưỡng chế thi hành, cháu Nguyễn Trung Kiên buộc phải ra đường. Vụ án xảy ra đêm 24 dạng sáng 25 tháng 1 năm 2008. Nghĩa là cách đây nhiều năm, nhưng sự tàn ác của thủ phạm cũng như hậu quả đau lòng mà Nguyễn Thị Thuận đã gây ra thì không chỉ người dân xóm kho, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội bấy giờ, đến ngày nay vẫn nhớ như in, mà dư luận khắp nơi đều vô cùng phẫn uất. Sau tròn một năm nỗ lực điều tra, ngày 20 tháng 12 năm 2008, Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thuận. Trước các điều tra viên, Thuận khai rằng vì tức người anh chồng là anh Nguyễn Trí Hưng đã bênh em trai là anh Nguyễn Trí Tuấn khi góp ý với Thuận về cách cư xử vợ chồng cho phải đạo. Chị ta đã thuê hai gã thợ xây, đổ xăng qua khe cửa xếp nhà anh Hưng và phóng hỏa, khiến vợ chồng anh Hưng và con gái là cháu Thảo Hiền tử vong. Qua hai cấp xét xử của tòa án quân sự, ngày 1 tháng 12 năm 2010, Thuận bị kết án tù trung thân về tội giết người, các đồng phạm khác bị phạt tù có thời hạn. Mấy lần ra tòa sơ thẩm rồi phúc thẩm, chưa một ai trông thấy Thuận rơi nước mắt một lần nào. Chị ta giáo hoảnh, gương mặt cong cớn cân cân, có lúc giơ tay chỉ thẳng vào ba di ảnh nạn nhân và nói những lời xúc phạm, khiến người dân chứng kiến phiên tòa bức xúc, la ó, thậm chí ném chai lọ hoa quả về phía Thuận. Chưa hết, khi đã ung um dung với mức án trung thân nghĩa là biết mình thoát án tử và đương nhiên còn được tồn tại trên cuộc đời từ trong trại giam thuận đã tìm cách gửi thư về cho cậu con trai là nguyễn trung kiên hòng gieo rắc vào đầu óc non nớt của cậu bé những suy nghĩ xấu về anh nguyễn trí tuấn điều đó cũng có thể thông cảm với tâm lý ích kỷ của một người đàn bà khi thuận đang muốn lấy lòng cậu bé nhưng điều không thể chấp nhận được đó là chị ta đã đổ hết tội lỗi cho chồng mình thậm chí thuận còn xui con về hỏi anh tuấn Bố hại mẹ, để mẹ phải đi tù có trời biết, đất biết. Đêm về bố có ngủ ngon không? Đêm có thấy bác Hưng về đứng ở đầu giường không? Không hiểu người đàn bà ấy có hiểu rằng sự trơ cháo, trắng trợn, nham hiểm, sẵn sàng thay đen đổi trắng của mình sẽ là những mầm độc ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển nhân cách của cháu Kiên sau này. Điều đó cũng chứng tỏ cho đến bây giờ Thuận vẫn không hề ân hận khi đã cướp đi mạng sống của ba người, một người là anh chồng, một người là bạn thân từ thuở chăn trâu cắt cỏ với Thuận, là chị Hà, vợ anh Hưng, là hàng xóm với Thuận ở quê Yên Bái. Bé Thảo Hiền, một bé gái đẹp như thiên thần, trước khi dã tử cõi đời vẫn dương đôi mắt trong veo, nhìn chăn chối những người đến thăm, như muốn hỏi tại sao cháu phải chết tức tuổi như vậy. Quyết định cưỡng chế gây tranh cãi. Khi hành vi phạm tội của Thuận chưa bị phát hiện, tháng 4 năm 2008, anh Nguyễn Chí Tuấn đã gửi đơn lên tòa án nhân dân huyện Từ Liêm xin ly hôn với Thuận. Trong thời gian tòa thụ lý đơn thì Thuận bị bắt nên vụ xử ly hôn phải tạm đình chỉ. Đến tháng 6 năm 2011, anh Tuấn tiếp tục có đơn ly hôn với Thuận. Từ trại giam, Thuận có văn bản đồng ý thuận tình ly hôn với Tuấn và ủy quyền cho em trai là Nguyễn Văn Hưng giải quyết về vấn đề tài sản. Ngày 21 và 28 tháng 9 năm 2012, Tòa án Nhân dân huyện Tử Liêm đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ đi hôn vợ chồng của Tuấn, Thuận. Cháu Kiên thuộc quyền nuôi dưỡng của anh Tuấn. Tuy nhiên, việc chia tài sản gặp nhiều khó khăn trong việc phân định khối tài sản trước và trong thời kỳ hôn nhân của hai người. Anh Tuấn kết hôn với Thuận từ năm 2001 và con trai họ là cháu Nguyễn Trung Kiên năm nay đã 10 tuổi. Trước khi đăng ký kết hôn, vào tháng 3 năm 1999, Tuấn và Thuận đã chung tiền mua một mảnh đất nông nghiệp tại xóm kho xã Mỹ Đình của gia đình ông Trần Văn Hà. Thuận đứng tên trong giấy viết tay mua đất, còn anh Tuấn nhiều lần đứng tên cùng Thuận trong giấy trả tiền cho ông Hà. Tại mảnh đất đó, năm 2006, vợ chồng Tuấn đã xây một ngôi nhà kiên cố 5 tầng liên kề với nhà anh Nguyễn Trí Hưng, anh trai Tuấn. Cùng năm 1999, vợ chồng Tuấn mua thêm một mảnh đất khác tại xóm chợ, thôn Phú Mỹ với giá 120 triệu đồng và chuyển đến ở tại ngôi nhà này. Còn ngôi nhà ở xóm kho thì cho thuê. Tháng 11 năm 2007, vợ chồng Tuấn ly thân, anh Tuấn thuê nhà ở riêng trên phố Đảo Tấn. Còn cháu Kiên vẫn ở với Thuận tại nhà trong xóm chợ. Tháng 5 năm 2008, Thuận tự ý bán ngôi nhà trong xóm chợ cho anh Nguyễn Văn Cảnh với giá 3 tỷ 242 triệu đồng. Về sau, do anh Tuấn phát hiện việc bán nhà của Thuận nên anh Cảnh đã tự nguyện đưa cho anh Tuấn 2,5 tỷ đồng. Sau khi Thuận bị bắt, anh Tuấn chuyển về ở cùng cháu Kiên tại ngôi nhà ở xóm Kho. Quá trình tòa án nhân dân huyện Từ Liêm thụ lý đơn khởi kiện chia tài sản, anh Tuấn đã phát hiện Thuận cung cấp tài liệu giả mạo về chi phí xây dựng ngôi nhà ở xóm Kho cho tòa án huyện Từ Liêm nhằm chứng minh Thuận mới là người bỏ tiền xây nhà. Cụ thể, Thuận giả mạo chữ viết và chữ ký của anh Nguyễn Văn Hải ở thôn Hoàng, xã Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội là người đã thi công cửa hoa cửa sắt của ngôi nhà. Tuy nhiên, tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Từ Liêm đã yêu cầu anh Tuấn phải trả cho Thuận ngôi nhà ở xóm kho, đồng thời phải trả cho Thuận số tiền 2,5 tỷ đồng mà anh Cảnh đã đưa riêng cho anh Tuấn. Bản án này đã không đề cập gì tới quyền lợi của anh Tuấn và cháu Kiên. Anh Tuấn đã làm đơn kháng cáo và Tòa Phúc Thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên xử anh Tuấn khi chỉ được 1,5 giá trị ngôi nhà ở xóm kho, khoảng 200 triệu đồng. Tuyên thuận phải trả cho anh Tuấn 2,3 tỷ đồng số tiền bán ngôi nhà trong xóm chợ, cộng cả hai khoản thuận phải trả cho anh Tuấn 2,5 tỷ đồng. Nhưng vì anh Tuấn đã được anh Cảnh đưa thêm 2,5 tỷ đồng trước đó đúng bằng số tiền thuận phải trả cho anh Tuấn, do đó thuận không phải trả thêm cho anh Tuấn đồng nào, còn anh Tuấn phải trả lại ngôi nhà xóm kho cho thuận. Bản án có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2013. Anh Tuấn cho biết bản án này tuy đã xét đến tiền công sức tiền đóng góp của anh nhưng vẫn chưa thỏa đáng. Điều quan trọng là tòa đã xử dựa trên các tài liệu thu thập từ giai đoạn sơ thẩm mà theo anh Tuấn là có dấu hiệu không minh bạch và giả mạo. Sáng ngày 1 tháng 8, đội thi hành án Tòa án Nhân dân huyện Từ Liêm đã thực hiện việc cưỡng chế thu hồi ngôi nhà tại xóm kho cho người được Nguyễn Thị Thuận ủy quyền về tài sản là em trai chị ta. Dù biết khi ngôi nhà được thu hồi, tức là bố con cháu Kiên phải ra đường, nhưng Thuận không hề có một động thái nào đề nghị cơ quan thi hành án xem xét đến quyền lợi của cháu Kiên trong ngôi nhà đó. Thuận cũng như gia đình chị ta không cần biết ngày mai cháu Kiên sẽ ở đâu, sẽ ăn ngủ thế nào. Tình mẫu tử trong con người Thuận vốn được nhiều người giàu lòng nhân ái hy vọng vẫn còn, nhưng trước quyền lợi vật chất, hình như nó đã biến mất kể cả là với con trai mình. Tiếng kêu cứu của cháu bé 10 tuổi rất đông người dân đã đến chứng kiến buổi cưỡng chế, nhưng một cảnh tượng đau lòng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Ở trên tầng 2 ngôi nhà, cháu Kiên đeo khăn tang cùng bà nội là Hoàng Thị Huỳnh, năm nay đã ngoài 80 tuổi, dâng cao ba di ảnh của các nạn nhân đã bị thuận thiêu sống trước bàn thờ nghi ngút khói hương, hét lên những tiếng khẳng cổ. Các bác ơi đừng lấy nhà của cháu, mẹ Thuận ơi, sao mẹ lại đuổi con ra đường, khiến người dân vô cùng bức xúc và thương xót cháu bé và cuối cùng trước sự phản đối quyết liệt của người dân việc cưỡng chế đã phải tạm hoãn bà huỳnh bà nội của cháu kiên cho biết cách đây mấy tháng anh tuấn bố cháu kiên đã đi lấy vợ ở hải dương giờ trong nhà chỉ có hai bà cháu sống cùng nhau tôi không hiểu tại sao khi quyết định thu hồi nhà cho chị thuận tòa án không xem xét đến quyền lợi của cháu kiên chúng tôi thiết nghĩ bất cứ một quyết định nào của pháp luật đưa ra cũng phải thấu tình đạt lý còn nhớ khi xét xử vụ án ma túy do Vũ Xuân Trường cầm đầu, khi kê biên bản tài sản của bị cáo, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên tịch thu ngôi nhà của trường nhưng để cho các con bị cáo một phòng trên tầng 2 để các cháu sinh sống khi cả bố và mẹ đều đi tù. Đó là sự nhân đạo của pháp luật khiến tại tòa vợ chồng bị cáo cũng phải rơi nước mắt vì cảm động nên chăng với trường hợp của cháu kiên tòa án nhân dân huyện tử liêm cũng cần tính đến việc tạo điều kiện cho cháu được hưởng quyền lợi sống chính trong ngôi nhà của mình